Vâng, Audo xin chào toàn thể các bác. Hôm nay tiếp tục lên đường hai cục súp S15K. Tranh Nguyễn Văn Hiểm tại súp Đắk Lắk. Đây là một trong những cái dòng súp trong phân khúc cao của EB Pro. Tiếng đánh của nó thì cực kỳ là uy lực rồi. Công suất max lên đến 1600W. Những cái dòng súp này thì các bác có thể chơi được trong không gian gia đình từ 80m2 đổ lại. Chơi cực kỳ là căng luôn. Thì đang tiến hành tháo hộp này, tháo thùng hai cục ra. Bên này thì đã tháo ra. Ở trong thì sẽ được đóng xốp rất là chắc chắn nhá. Và sẽ có một tờ thẻ bảo hành. Đấy. Thì đầu tiên về chế độ bảo hành của những cái dòng xốp này, tất cả những phiên bản xốp EB Pro thì hãng sẽ hỗ trợ bảo hành trọn đời cho các bác. Thẻ bảo hành EB Pro. Tên sản phẩm, số series, ngày tháng mua đầy đủ nhá, đầy đủ thông tin. Đấy, chế độ bảo hành cực kỳ là tốt. Tất cả những xốp EB Pro thì đều có thẻ bảo hành. Bát 40. Phần tỏa nhiệt rất là lớn đúng không ạ? Các bác có thể thấy này. Cả một cái bộ mạch của nó rất là dài, rất là to. Gần như là chiếm hết phần diện tích của súp. Mà đặc biệt dòng súp S15K này thì được sử dụng 4 xo sạc gen. Tiếng đánh cực kỳ là uy lực. Và những cái đường tín hiệu vào thì đã được công ty chọn những cái cọc đồng nguyên khối để làm những đường tín hiệu đầu vào. Đấy, dòng này thì các bác có thể chơi được cả đường điện lẫn đường hơi. Bắt đầu chơi điện thì rút hơi, còn chơi hơi thì ngắt đường điện, tránh tình trạng chập cháy. Hai volume, một volume tổng, volume cắt tần số, công tắc đảo pha và phần tem niêm phong bảo hành của công ty. Đấy, về phần dưới đây thì sẽ có số seri này, thông số của súp này, EB Pro 220V 50-60Hz và công suất dao động từ 950 đến 1600W. Đấy, đầy đủ thông số của súp đúng không ạ? Đấy là về những phiên bản súp S15K của EB Pro, giá là 6.500.000 đồng. Dây nguồn này kèm những cái phụ kiện kèm theo súp là sẽ có dây nguồn và thẻ bảo hành. Đấy, khi các bác đặt hàng thì bên em sẽ tặng kèm dây kết nối cho các bác. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Toàn bộ được phủ một lớp sơn sần đen, hai bên là hai tay sách này, phía mặt đối căng. Ở trong đây thì em đang test trước một con rồi. Tem niêm phong bảo hành, khi các bác sử dụng thì các bác chú ý là giữ cho em cái phần tem bảo hành này nhá. Đấy, khi đặc biệt thì trong quá trình sử dụng các bác làm vỡ hay là làm rách tem thì công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành cho các bác nữa. Đấy, phần mặt lưới căng thì đã được thiết kế tràn viền và lỗ thông hơi được đặt ở phần trong. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Tính thẩm mỹ cực kỳ là cao. Logo EB Pro được mạ vàng ở đây và trên tất cả những sản phẩm của EB thì đều có tem chống hàng giả của công ty, mã QR và trang web đầy đủ thông tin. Đầy đủ thông tin của hãng. Về phần mặt trên thì sẽ có một phần logo được hạ cấp ở phần mặt trên của súp, logo EB Pro mã QR, cọc cắm lăn phun rất là đẹp đúng không ạ? Những phiên bản súp này thì đây là một trong những dòng súp trong phân khúc cao của EB Pro. Bát 40, đấy, tiếng đánh thì cực kỳ là uy lực, đánh rất là chắc tiếng nhá. Thì, đối với chế độ bảo hành của những sản phẩm này thì luôn luôn hỗ trợ bảo hành trọn đời cho các bác rồi. Đấy, nên chế độ bảo hành lâu như vậy thì chất lượng sản phẩm mình cho ra tốt như thế nào thì công ty mới dám tự tin đưa ra những cái chương trình, những cái chế độ bảo hành cho tất cả các bác. Tất cả các bác khách hàng khi đặt mua những cái sản phẩm súp và S15K này thì bên em sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển, sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, giá là 6.500.000 đồng cho mỗi cục súp S15K. Hôm nay thì anh Hiểm đã đặt bên em hai cục chỉ giá là 13 triệu đồng. Cái mức giá này đã tặng kèm dây dắt kết nối và hỗ trợ chi phí vận chuyển cho anh rồi. Đây, hiện tại thì đang chơi đường điện nhá. Tại em đang chơi đường điện. Dòng súp điện lai hơi thì các bác có thể chơi đường điện hoặc đường hơi, đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng gia đình nhà các bác. Đây, đường hơi này, đường điện này. Đấy, volume em đang vặn chưa đến nửa nhá, mà đã cực kỳ là căng rồi. Công suất rất là khủng đúng không ạ? Rất là căng luôn, tiếng bát nghe cực kỳ là sướng luôn.
những dòng sản phẩm đến từ FB Pro luôn luôn cho ra chất lượng cực kỳ là tốt. Đấy, mức tiền để các bác bỏ ra để mua những dòng sản phẩm này rất là hợp lý, tất cả các bác khách hàng đều có thể chơi được. Ở dưới phân khúc này thì có model 150S, các bác có thể tham khảo model đấy là hiện tại đang có giá là 4.300.000 đồng. Đấy, tất cả những sản phẩm SUV, tất cả những model của FB Pro thì luôn luôn hỗ trợ bảo hành cho các bác.